Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tiếp tục với những nội dung khác. Thưa quý vị, năm thứ 3 liên tiếp, Tổng công ty 36 Bộ Quốc phòng đã được trao giải thưởng doanh nghiệp doanh nhân xuất sắc châu Á 2019. Trong danh sách doanh nghiệp doanh nhân xuất sắc châu Á năm nay có 26 doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam được vinh danh. Các tiêu chí lựa chọn được đánh giá một cách nghiêm ngặt về hệ thống quản lý doanh nghiệp, kết quả kinh doanh đạt được cũng như là sự đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội cùng với tôi nghĩ rằng đây là một giải đánh giá khách quan, trung thực và có sức lan tỏa cao, và cũng là một tạo nên một nguồn cảm hứng cho tất cả các doanh nhân, các thế hệ trẻ Việt Nam khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và có sức lan tỏa cao. Chuẩn bị 3 ngày nữa là ngày doanh nhân Việt Nam, là một cái ngày lễ của tất cả những người làm doanh nhân doanh nghiệp của đây, và tôi xin chúc ban tổ chức và các doanh nhân doanh nghiệp và các vị khách quý trong khán phòng hôm nay sức khỏe và thành công. Thank you so much, and as requested, I would like to translate into English language of his speech. Ladies and gentlemen, I'm very proud to have the third time winning this award in succession. And this is a very good and fair playground in the world. Cùng với Giải thưởng Doanh nhân Thế giới 2018, giải thưởng này khẳng định Tổng công ty 36 Bộ Quốc phòng sau cổ phần hóa đã xây dựng được vị thế trong lĩnh vực xây dựng trong nước cũng như hội nhập, đã nỗ lực không ngừng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện thể chế. Những nỗ lực này đã được ghi nhận bằng sự thăng hạng trên các bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên, môi trường đầu tư kinh doanh đã tốt hơn, nhưng vẫn còn rất nhiều mục tiêu tiếp theo của quá trình cải cách. Trong quá trình ấy, cần sự thống nhất từ tư duy đến hành động của cả bộ máy. Nếu không có sự thống nhất này thì doanh nghiệp vẫn chưa được đồng hành trên con đường phát triển. Những hợp đồng đã được ký kết, doanh nghiệp dù đang thực hiện, nhưng chỉ một quyết định hành chính có thể khiến việc thực hiện những nội dung trong hợp đồng bị ảnh hưởng. Rủi ro chính sách là điều doanh nghiệp đến nay vẫn lo ngại nhất. Nói và làm từ chính sách và đã thực hiện là còn rất nhiều khó khăn. Đến giờ phút này tôi thấy doanh nghiệp vẫn cô đơn. Chúng tôi không cần bề nợ, chúng tôi không cần tiền hỗ trợ của nhà nước, chúng tôi chỉ cần luật pháp trước sau như một. Phải thể chế hóa, cụ thể hóa để làm sao mà tất cả các doanh nghiệp tham gia xây dựng đất nước này bình đẳng. Nỗ lực cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân thời gian qua không ít, nhưng rõ ràng còn cần phải cố gắng hơn nữa để cải cách mang lại giá trị thực sự mà doanh nghiệp có thể cảm nhận được.